số những người chiên họ có hiểu là cái linh hồn tái sanh thành thú nha, họ chưa có biết. Do này thì hồi gán phải nói sao cho họ học yên tâm là lên lớp, nhưng mà cái lớp mà đang có... In half a mile, turn left onto Texas 36 North. Cần phải hiểu, không phải làm cho đã rồi cái nói giờ chót khánh thượng đế, cái thượng đế cho cái về cõi thiên đàng, không có chuyện thiên đàng chả có cho dễ dàng vậy đâu. Bữa có người hỏi con á, cái video của con á, con để là linh hồn chúng ta là bất diệt, thì có người hỏi là tại sao nói bất diệt nhưng mà có khi sư phụ nói là vô tiêu hồn tiêu xác. Turn left onto Texas 36 North. Biển diệt tiêu hồn tiêu xác, tiêu hồn tiêu xác á, bất diệt á là những người mà còn có thể sửa được những hạt giống lúa, hy vọng là cho đầu thai thành thú thì còn đầu thai trở lại người được. Còn những cái vong hồn mà ở cái thời nay mà quá lì á, họ không có đủ cái thời gian thì về trên cho mất luôn, mất hồn mất xác luôn, có nghĩa là họ mất cái thân này là mất luôn á, không được tái sanh nữa. Nhưng song song có những cái linh hồn mà cũng ác nhưng mà không có nổi mà cực ác á, mà không có phạm thượng với những gì. Continue on Texas 36 North for 6 miles. Có hai dạng, tiêu hồn tiêu xác là có thiệt, và đồng thời đầu thai thành thú là chắc ăn luôn, 100% luôn, tức là hai dạng ác. Và bất diệt là khi mà mình đã tu lên những cái cảnh giới cao thì là linh hồn mình không bao giờ bị... Linh hồn không có bất diệt, cái đó sau này thầy sẽ chỉnh lại, linh hồn không có bất diệt. Nếu bất diệt thì làm sao tiêu hồn tiêu xác? Linh hồn thở nguyên sơ nó như một làn khói đục của con chùm củi vô, rồi từ cái làn khói đục này á, nó có cái tri giác, rồi ngày qua ngày hàng tỷ năm đầu thai thành cỏ, thành đá, thành cây, rồi thành con này con kia, hai chân rồi bốn chân, là để có cái experience thôi, một cách là cái kinh nghiệm, rồi là trở thành thần thì bắt đầu biến hóa, rồi lên thành Bồ Tát biến hóa thì nó thành một cái luồng khói đặc, trở thành một cái luồng khói rất là siêu tinh vi, 64 dimension đủ màu, biến ra cái gì biến, thì đó là thành Phật, thành Bồ Tát. Phật, Bồ Tát, tiên, cả cha mẹ cũng từ một cái luồng không khí mà. Thì chúng ta cũng vậy thôi, nhưng mà chúng ta là có đứa là luồng khói đặc, là đặc đen nữa kìa, đặc sáng và đặc trắng, rồi là vàng, đúng không? Từ tâu tâu lên thì bây giờ cái luồng khói này nó cứ đen hoài à, nó đen nữa làm ô nhiễm môi trường thì dĩ nhiên cha nó dẹp bên luôn rồi, rồi biến luôn, mất luôn á, mất ngoài không gian luôn. Tiêu hồn tiêu xác thiệt chứ không có bất diệt. Bên kinh chúa nói là bất diệt, nhưng mà thời nay thường nói có mất tiêu hồn tiêu xác. Nếu không có ở bề trên không có nói câu đó. Trên có hù Phật trời không cần phải hù ai chứ, nói sao làm đúng gì. Ai nghe biết sợ. Có nhiều người nói ồ tiêu hồn tiêu xác còn khỏe nữa, tôi đâu có biết tôi chết vậy chứ, mày đã từng sống 1 tỷ năm, mày đầu thai thứ này thứ kia, mày cũng tranh giành sự sống mỗi giây mỗi cắt, tại sao mày không biết sợ? Có nghĩa là con người không có biết lo xa đó. Cũng giống có nhiều bạn nó có bữa nay nó có là vừa làm ra khỏi như vậy, mấy cái paycheck vô đặt bài không cần biết, ở nhà con vợ đang đói bình sữa cũng không có, thì cái thằng đó rồi một chút nó sẽ thua, rồi nó về nhà nó ăn gì nó cũng không biết, nó có dạng đó. Thì cái dạng tiêu hồn tiêu xác là không cần biết cái gì luôn á, hiểu không? À, thì nó có vậy, thì ở ngoài đời có những thằng nó vậy đó, vừa lãnh cái lương ra rồi vô sòng bài đặt cái một xong, rồi chút vợ con về khóc hụ hụ, thấy con đói rách không có tiền mua sữa thì nó cứ vô phòng nó nằm ngủ, không biết không mày thằng gì nè. Thì đời sống như vậy thì cũng giống như những cái thằng lì lợm á, mà nó cứ đôi cháu nó không có chịu nghe lời của thánh nhân nói, rồi cứ nó cứ tìm hiểu hoài thì nó càng ngã, là do cái ngã đó, rồi để nó tìm những cái câu móc méo trả lời xuyên qua xuyên lại thì thằng đó mới thật sự là sẽ bị tiêu hồn tiêu xác. Có hiểu không? Cho nên con người mình sợ tùy theo chuyện mình phải sợ, ví dụ mình không phải sợ ai hết,
nhưng mà mình không có sợ cường quyền ác bá, nhưng mà mình sợ thần thánh thì là mình sợ khôn. Còn mình sợ cường quyền ác bá mà mình không biết sợ thần thánh là mình sợ ngu. Đó là như vậy. Còn những cái thằng đó, thằng nào có súng dí ở đầu nó dạ dạ lại người ta thì nó là ngu, nhưng mà nó ngược lại, nó lại nó không sợ thần thánh, nó đi hạch hỏi thần thánh những cái câu và những cái chữ giống như con đó là linh hồn bất diệt sao chuyện nói là tiêu nó nói mày tiêu á, vì mày quá phạm thượng, cha ban cho mày một luồng khói đặc để mày thành một cái luồng khói 64 dimension pha lê kim cương để mà biến hóa. Bây giờ mày cứ chống đối là hoài thì dẹp mày qua một bên chứ còn gì nữa. Còn ngày nào mà cũng dung dưỡng nuôi đâu có đủ management. Giống giờ con đi bỏ một công sức con nuôi một cái con dịch con ấy mà nó cứ đi cắn những con khác hoài á. Thời nay là có lý do tại sao màn ba ngũ thú độc cư địa, thằng ai khôn thì người đó được về, người không khôn là mất hồn mất xác. Ở cái thời này những cái năm về xưa 50 năm trước 100 năm trước người ta không có bị, mà bây giờ lại bị. Lý do duy nhất đó là vì thời vàng kim nhà nào cũng không có cần ranh giới, không có ai mà hận thù ai hết. In a quarter mile, turn right onto farm to market 1489 north. Cả cái thế giới này giờ sống nổi với nó. Những thằng Putin là trong tương lai hiếm có lắm, nó là đồ cổ rồi đó. Không còn đâu. Tại vì người tốt phải sống với người tốt. Để mà dành cho người ta không có sự... Turn right onto farm to market 1489 north. Để người ta còn lo tu tập. Continue on farm to market 1489 north for 5 miles. Nó có hai dạng con người biết cầm cuốn kinh biết tu. Đó là giờ ở trong nhà khổ quá, không có việc làm, không có tiền, khổ quá. Rồi thấy thế giới vừa kinh tế, vừa thời tiết, vừa chiến tranh, vừa nhân tâm con người không có đạo đức, tham sân si đầy rẫy hết toàn cầu. Thì người ta bắt đầu ta nghĩ tới tâm linh, ta đọc kinh. Thì cũng là đúng thời điểm này nên đọc kinh, quá đúng luôn, để mà được cứu, được thiền. Ngược lại, sau cái thời vàng kim, không còn Putin, không còn Tập Trung Bình, không còn những cái người ác, không còn những thể chế độc tài, giống như Thù nói, thì lúc đó ai cũng thanh bình hết. Chỉ cần ở nhà thôi thì cũng có cơm no áo ấm, thì người ta có nhiều thời gian người ta đọc kinh hơn. Thì nó có hai loại, hai dạng như vậy. Thì cái dạng mà sau này á sẽ thành Phật nhiều, tại vì họ đọc rồi họ không có bận tâm chuyện đời nhiều. Còn mình bây giờ mình đọc còn chút mình ra mình cũng bù đầu, là gì mình cũng phải lo cái cuộc sống đang xô bồ và xáo trộn hiện trước mặt đang xảy ra. Đó là hai thời đại. Nhưng mà thời đại sau này á, người mà đọc kinh thiên tâm sẽ về trời nhiều, là nhờ cả một cái xã hội giàu sang thanh bình. Giống như Việt Nam còn đi góc đường nào cũng có quán karaoke, làm sao đọc kinh nổi con? Quán nhậu nữa chứ. Quán nhậu, karaoke, rồi quán cà phê, giường, trà, giường, quán và cái gì nó cũng gọi là ăn chơi không á, nghĩ ăn chơi không. Mỗi xã hội mới, những người thủ quốc gia ta đâu có chấp nhận vậy. Ông chơi thứ 6, 7 chủ nhật, nhưng mà kiểu Mỹ thôi, mấy cái bar mở cửa thứ 6, 7 chủ nhật. Ngày thường nó cấm hết á, nào mở đi. Đúng không? Nó có ngày quá giờ. Còn bây giờ Việt Nam EVD nó mở, sao mà không cấm thứ 2 tới thứ 5 đi. Sau này thuộc cấm luôn. Thứ 2 tới thứ 5 á, mà nào mà mở biết. Rồi cho một cây số vuông là được bao nhiêu tiệm thôi. Không phải muốn mở như trời ơi, nó làm vậy thì làm sao quốc gia đào tạo được nhân tài. Một bên á thì xây, một bên á thì đập. Không có nguyên thủ quốc gia mà khôn, người ta không bao giờ người ta để những cái chuyện ăn chơi để mà làm hư cái học đường đâu. Mà nếu mà làm như vậy, còn cái học đường mà con đổ vô bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ cũng là dùng rác. Tại nó vừa đi học ra nó ăn chơi rồi cũng như không tốn tiền, nó giải mày.